Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là hướng dẫn mọi người là làm cái nhiệm vụ mới của mạng lưới Venom Network nha các bạn. Thì hiện tại thì Venom nó đã ra một cái nhiệm vụ thứ 10. Thì trước đây mình cũng đã làm hai cái video. Mình hướng dẫn mọi người làm chín cái nhiệm vụ từ trước rồi. Thì hiện tại nó ra một cái nhiệm vụ mới là nhiệm vụ thứ 10. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái nhiệm vụ này nha. Thì sau khi mọi người làm xong nhiệm vụ thì mọi người sẽ được claim cái NFT thứ 10. Ok thì quay trở lại thì vào đây thì mình sẽ hướng dẫn. Đầu tiên thì các bạn vào lại cái trang web testnet của họ để chúng ta là login cái ví của chúng ta vào nha. Thì các bạn vào đó là venom.network test này. Sau đó các bạn connect vào lại cái ví Venom thôi. Thì bạn nào mà đang dùng phiên bản ví trình duyệt trên Chrome, phiên bản extension thì các bạn login bằng Chrome extension nha. Còn bạn nào mà dùng iOS thì có thể là chọn cái phần app là Venom Mobile App này nè. Ok, sau đó thì các bạn chọn thôi nhé. Sau khi các bạn nhấn connect xong thì các bạn chọn cái tài khoản cái ví của các bạn thôi, rồi các bạn connect thôi. Ok, sau đó thì ở phần này thì trong phần này thì hiện tại nó có thêm một cái nhiệm vụ mới nha. Vậy thì nhiệm vụ trong cái nhiệm vụ đó là nó banner với lại là dự án Numi Club. Thì đây là một nền tảng Marketplace MST thôi. Ok, sau đó thì đối với bạn nào mà trên ví chưa phao kẹt còn thiếu Venom á thì các bạn có thể là trên trang web này này, các bạn chọn qua cho mình đó là Get Test Venom. Thì bên trang này nó sẽ cho các bạn là phao kẹt hàng ngày nha. Hằng ngày các bạn sẽ phao kẹt được là 5 Venom này. Đấy. Ngoài ra thì ở dưới đây nó có một số nhiệm vụ đó là do Discord thì các bạn sẽ được là claim những cái đồng Venom testnet dưới đây nhá. Bạn nào thiếu thì có thể là phao kẹt những cái nhiệm vụ này này. Các bạn chỉ cần do Discord rồi các bạn quay trở lại đây các bạn claim thôi. Còn không thì các bạn làm cái nhiệm vụ daily này. Mỗi ngày các bạn chỉ cần nhấn nút start thôi rồi các bạn trả lời câu hỏi thôi. Rồi nó sẽ cho các bạn đó là 5 token Venom. Đó các bạn quay trở lại các bạn claim thôi. Là 5 Venom mỗi ngày nhá. Thì sau đó thì sau khi các bạn đã có Venom rồi ấy, thì các bạn quay trở lại với cái trang nhiệm vụ đó là INFT Achin này này. Đây. Rồi mình tí. Thì các bạn mà nhấn claim thì nó sẽ yêu cầu các bạn là xác thực giao dịch ở trên ví nha. Đấy, các bạn claim ở đây này, các bạn nhấn nút claim thì cái ví của các bạn nó sẽ tự động mở pop-up ra thì nó yêu cầu các bạn đó là nhập mật khẩu ví để các bạn claim. Đấy, sau khi claim xong thì nó sẽ cho các bạn đó là 5 cái đồng Venom thôi. Sau đó thì chúng ta quay trở lại chúng ta làm nhiệm vụ. Ok thì ở bên trang nhiệm vụ là INFT này thì các bạn kéo xuống bên dưới các bạn sẽ thấy được cái nền tảng đó là Numi. Thì trong phần này các bạn nhấn vào cái dòng đó là Complete Task. Thì đây là cái NFT thứ 10 nha. Đây là cái nhiệm vụ thứ 10 và cũng là cái NFT là thứ 10. Thì trong nhiệm vụ này nó sẽ có 4 nhiệm vụ. Thì các bạn kéo xuống bên dưới các bạn sẽ thấy được là 4 nhiệm vụ nha. Đó là watch video có nghĩa là xem server video của họ này. Thì các bạn nhấn vào play giúp mình. Thì nó sẽ dẫn các bạn đến trang tủ ở trang YouTube. Đối với cái video của họ thì các bạn chỉ cần xem server thôi nha. Rồi các bạn quay trở lại. Thì nó sẽ tự động hoàn thành cho các bạn luôn. Đấy, done này. Sau đó thì follow từ Twitter thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút follow thôi. Nó sẽ dẫn các bạn đến trang từ Twitter của nền tảng Numi thì các bạn chỉ cần follow từ Twitter của họ thôi. Đấy, các bạn follow, sau đó các bạn quay trở lại, các bạn nhấn vào nút chat. Đấy, tắt done. Và tiếp theo đó là buy NFT thì ở bước này các bạn có thể là nhấn vào cái đường link mà nó dẫn tới cái market của club.numi network này này. Hoặc là các bạn có thể là nhấn vào cái dấu mũi tên nó chỉ lên trên này nhé. Các bạn nhấn vào thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang thôi là club.numi.net này, hoặc là mình sẽ dẫn lại cái trang này luôn nha. Mình sẽ dẫn lại cái trang market này luôn. Đấy thì ở trên trang market này thì các bạn cần phải, đầu tiên các bạn cần phải đăng ký một tài khoản bằng qua email rồi chúng ta mới mua được NFT nha. Thì phần này thì trên cái marketplace của Numi này các bạn nhấn nút là login, sau đó các bạn chọn qua cho mình cái mục sign up. Thì trong mục sign up này các bạn điền lại username, nickname thôi. Đấy. Sau đó thì email các bạn điền lại email của các bạn. Mật khẩu thì các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu nha. Trên 8 ký tự nha các bạn.
Thì sau khi các bạn nhập xong thì các bạn tích vào hai cái ô đồng ý với điều khoản của nền tảng. Rồi sau đó thì các bạn nhấn nút là sign up. À, cái nickname, cái username này các bạn viết liền giúp mình nha. Các bạn viết liền giúp mình nha. Các bạn đừng có cắt nha. Ok. Thì sau khi các bạn đăng ký xong thì nó sẽ tự động đăng nhập cho các bạn luôn. Đây, nó sẽ tự động đăng nhập cho các bạn luôn này. Đây là cái nickname của các bạn. Thì sau đó các bạn nhấn nút đó là Connect Wallet. Các bạn nhấn nút là Connect Wallet ở phía trên chỗ cái avatar của các bạn ấy nha. Chỗ cái nickname của các bạn sẽ có chữ là Connect Wallet, các bạn nhấn vào. Các bạn nhấn nút Connect rồi các bạn đợi một tí nha. Các bạn đợi một tí thì cái ví Venom nó sẽ hiện ra cho các bạn thôi. Thì sau đó các bạn chọn cái tài khoản ví của các bạn rồi các bạn nhấn nút là Connect thôi. Thì sau khi các bạn Connect xong, sau khi các bạn nhấn Connect xong thì các bạn nhập lại mật khẩu của ví nha. Sau đó các bạn nhấn nút Sign. Ok, thì sau khi các bạn nhấn nút Sign xong thì các bạn đã Connect ví thành công với lại cái nền tảng Marketplace này. Thì sau đó thì để mua được NFT, để mua được NFT các bạn cần phải có con token Numi nha. Các bạn cần phải có token Numi. Thì để mua thì các bạn cần để mua cái token Numi này. Đợi mình tí để mình xem thử nha. Ok, thì để mua được cái con token Numi này thì các bạn cần các bạn qua cái sàn DEX đó là web3.world này, để chúng ta là sử dụng cái đồng Venom, chúng ta swap sang con token Numi để chúng ta là mua nha. Ở phần này thì cái link sàn swap mình sẽ dẫn dưới phần mô tả video cho mọi người luôn nha. Thì mọi người vào đây thôi. Thì mọi người vào đây sau đó mọi người nhấn nút là Connect này nha. Các bạn ở phần Connect các bạn nhấn vào cái dòng button màu xanh này. Đây là cái sàn DEX là swap thôi. Các bạn nhấn vào. Rồi các bạn connect vào lại cái ví Venom của các bạn. Đấy, sau khi connect xong thì các bạn sử dụng là cái đồng Venom của các bạn swap sang con token là Numi. Đấy. Hoặc là nếu mà nó không hiện thì các bạn chỉ cần là nhấn vào thôi, các bạn nhấn vào chọn này, rồi các bạn search chữ Numi. Thì nó sẽ hiện ra cái con token Numi các bạn chọn thôi. Đấy. Sau đó thì các bạn swap khoảng đâu đó là 10 đồng Venom hoặc là 5 đồng gì đó tùy các bạn thôi nha. Thì Venom thì giá trị tương đương nó với lại là Numi thôi hay sao các bạn. Đây, cái giá trị của nó tương đương nhau thôi. Ok, mà hình như là sau khi các bạn lưu ý này. Thì hình như là cái tổng token Numi này nó sẽ tự động cho các bạn luôn nha các bạn. Hình như là nó tự động có sẵn trên ví Venom của các bạn luôn này nha. Các bạn có thể là vào cái sàn DEX các bạn kiểm tra này nha. Các bạn kiểm tra cái đồng Numi của các bạn này xem có là 10 đồng Numi hay không. Nó sẽ hiện trên đây này. Đấy. Hoặc là các bạn nhấn vào các bạn sẽ thấy được là Numi nó hiện số lượng là 10 này nha. Hình như là nó tự động nó cho chúng ta là cái đồng Numi này luôn. Còn nếu bạn nào mà nó không tự cho các bạn á thì các bạn có thể là swap nha. Các bạn swap khoảng là 5 đồng rồi đó. Đây, 5 đồng nha. 5 đồng. Các bạn swap 2 lần 5 đồng qua Numi nha. Rồi các bạn swap tiếp lần 2 thì các bạn sẽ có đồng Numi này thôi. Còn mà nào mà đã có sẵn rồi thôi các bạn không cần swap đâu. Đấy. Sau đó thì các bạn quay trở lại với trên nền tảng này. Thì nếu mà trên nền tảng này các bạn nhìn ở phía trên chỗ nickname của các bạn nó không hiển thị ra cái đồng số lượng Numi á. Nếu mà các bạn có mà nó không hiển thị số lượng á thì các bạn chỉ cần là lót lại web thôi nha. Thì nó để các bạn lót lại web cái nền tảng Marketplace này thì nó sẽ tự động cập nhật cái đồng token Numi cho các bạn thôi và nó sẽ hiển thị số lượng ở trên đây luôn. Đấy, sau đó thì các bạn mua thôi, các bạn sử dụng đó các bạn mua. Ok, thì để mua thì các bạn chỉ cần là chọn thôi nhá. Các bạn chọn qua Marketplace này rồi chọn App Roller. Đấy, thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện như thế này. Thì ở dưới đây nó sẽ có những cái NFT như thế này. Nha. Thì ở đây nó sẽ có bán giá này là những NFT này bán là 5 token Numi, số lượng 5 token Numi này nha. Thì bây giờ các bạn mua một cái NFT bất kỳ thôi. Thì ở đây mình sẽ mua một để mua thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái NFT thôi. Các bạn nhấn vào Buy Now này. Đấy.
Sau đó thì các bạn tích vào cái ô đồng ý, rồi các bạn nhấn nút là buy for 5 token Numi. Rồi các bạn đợi cái pop up của quý Winom nó sẽ hiện ra cho các bạn thôi. Ok, thì sau khi cái quý Winom nó hiện ra thì các bạn chỉ cần là nhập lại mật khẩu quý thôi. Sau đó các bạn nhấn nút là Confirm Transaction. Mạng nó hơi lắc các bạn ạ. Nhưng mà cái mạng lưới nó xác nhận hơi lâu, với lại là cập nhật hơi lâu ấy. Các bạn có thể đợi nha. Phút các bạn ạ. Do tải nặng, chúng tôi cần thêm thời gian để xử lý giao dịch của bạn này. Vui lòng chờ tối đa 15 phút này. Đấy, thì các bạn đợi thôi. Sau khi các bạn đợi xong thì các bạn quay trở lại với cái trang này, các bạn nhấn nút chat này. Mình chưa mua được cho nên là mình chưa hoàn thành task được các bạn ạ. Ok, thì sau khi các bạn mua xong á, cái lệnh này của các bạn hoàn thành xong á, thì các bạn quay trở lại đây, các bạn nhấn nút chat nha. Thì nút chat xong thì nó sẽ nhảy qua cái bước 4, đó là bước min NFT. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút min thôi nha. Các bạn chỉ cần nhấn nút min và các bạn xác thực giao dịch ở trên ví Winom thôi là xong. Là các bạn đã min được cái NFT thứ 10, đó là Winom Numi nha. Đây, là cái NFT này. Đấy, như vậy là xong thôi. Thì đó là NFT thứ 10. Các bạn có thể là quay trở lại với cái trang của nhiệm vụ này, các bạn check nha. Đây nè, do NFT của bạn đang có bao nhiêu nè. Nó sẽ hiển thị ở đây. Và hiện tại là chúng ta đã hoàn thành 9 NFT rồi. Hoàn thành 9 cái nhiệm vụ rồi nha. Thì cái NFT Numi là cái NFT thứ 10. Thì nó sẽ hiện ra đây là số 10 cho các bạn thôi. Là các bạn đã hoàn thành 10 cái nhiệm vụ. Hoặc là các bạn có thể là mở cái quý Winom của các bạn ra, các bạn check NFT. Ở bên cái mục đó là NFT này. Các bạn nhấn vào NFT thì các bạn sẽ thấy được là Neo Winom Network. Các bạn nhấn vào, các bạn sẽ thấy được là những cái NFT mà các bạn đang min trong đây nha. Đã ở quầy quý của các bạn này. Ở trong đây. Đó thì đó là về cái nhiệm vụ thứ 10. Thì ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn mình cập nhật và hướng dẫn mọi người làm cái nhiệm vụ thứ 10 của mạng lưới Winom Network thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.